sugar, baby, sugar. Em thích anh nhất ở điều gì ư? Em thích anh nhất ở điểm là anh là người luôn vui vẻ, hài hước và luôn quan tâm đến gia đình, biết chăm sóc và chia sẻ mọi việc trong gia đình. Bình an và hay an chẳng thàn. Ngoài kia mưa sông buông trên xó chỉ khi đôi mình ghi chặt nhau và sát bên nhau trao nhau chuyện hôn sâu. La 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 la, cầm em anh chỉ mong thế giới ngừng lại để ta bên nhau mãi. Sao tôi không phải nhờ tại sao em lại muốn kết hôn với anh? Bởi vì em muốn gắn bó cuộc đời của em với một người đàn ông có trách nhiệm, có sự quan tâm với gia đình. Đặc biệt hơn nữa là em luôn cảm thấy một sự bình yên ấm áp trong em mỗi khi ở bên cạnh anh. Còn có bao nhiêu nàng hùng giao lưu, còn có bao nhiêu nhịp tim chân nước, còn có bao nhiêu thăng trầm thăng trầm để hạ cao cùng nhau. Cứ yêu đi đừng nghĩ gì. Cuộc sống thì chúng ta không thể nói trước được điều gì, nhưng mà em tin chắc chắn rằng khi mà cả hai yêu thương nhau, chân thành với nhau thì em nghĩ là mọi khó khăn trong cuộc sống thì chúng ta cũng sẽ vượt qua. Sao tôi không phải nhờ la 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 la, gần anh em chỉ muốn trái đất thôi xoay tròn, dừng nơi ta đã chọn cho thuộc về nhau. Có bao nhiêu lời bên nhau nữa, còn có bao nhiêu giờ yêu nhau nữa, còn có bao nhiêu còn có bao nhiêu lần cùng nhau nữa,
trong để hát ca cùng nhau.